vừa về nước sau khi chứng kiến trận thua của đội tuyển quốc gia trên đất Qatar, nhưng có vẻ đó chưa phải là những gì buồn nhất mà Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phải chứng kiến trong những ngày vừa rồi. Cuộc chiến kinh tế giữa EU và Nga đã có những tác động mạnh mẽ tới cuộc sống của người dân quốc gia này, và khi việc sưởi ấm trở nên đắt đỏ hơn thì họ đã phải đứng lên để phản đối các lệnh trừng phạt cũng như phản đối chính NATO và EU. Các cuộc biểu tình lớn đang được tổ chức rầm rộ ở nhiều thành phố khắp nước Pháp, đặc biệt là tại thủ đô Paris. Đám đông người biểu tình đã xuống đường ở Paris để phản đối các chính sách của Pháp đối với Nga và tư cách thành viên NATO của quốc gia này. Cuộc biểu tình quy mô lớn do đảng cánh hữu Les Patriotes, những người yêu nước, tổ chức, đứng đầu là Florian Philippot, cựu phó trưởng đoàn biểu tình toàn quốc Marine Le Pen. Ông Philippot đã tổ chức các cuộc biểu tình kể từ mùa thu, yêu cầu Pháp rời khỏi NATO và EU, cũng như chỉ trích các chính sách kinh tế và đối ngoại của Tổng thống Emmanuel Macron. Hôm ngày 17 tháng 12, người ta nhìn thấy những người biểu tình mang theo các biểu ngữ và affix có nội dung Pháp phải rời khỏi NATO, luận tội Macron và kháng chiến. Những người biểu tình cũng vẫy quốc kỳ Pháp và hô vang bà Ursula im miệng đi, ám chỉ đến những người đứng đầu Ủy ban EU Ursula von der Leyen với những lời kêu gọi của bà đối với các nước trong khối. Hãng tin Video Roughly viết rằng các cuộc biểu tình được tổ chức trong bối cảnh giá năng lượng tăng cao buộc các doanh nghiệp nhỏ trên khắp nước Pháp phải đóng cửa. Tờ báo trích dẫn lời của ông Philippot rằng chúng ta phải chấm dứt các biện pháp trừng phạt chống Nga bởi vì điều đó không mang lại hòa bình ở đó mà còn mang lại đau khổ ở đây. Hình ảnh và video do chính trị gia công bố trên mạng xã hội cho thấy một đám đông lớn diễu hành qua các đường phố ở trung tâm Paris. Các quan chức Pháp không bình luận về cuộc biểu tình và không cung cấp số liệu chính thức về số lượng người biểu tình. Các phương tiện truyền thông Pháp hầu như cũng không nhắc đến sự kiện này để tránh gây hoang mang dư luận. Song theo trang web Les Patriotes, các cuộc biểu tình tương tự đã được tổ chức vào tháng 9 và tháng 10 với hàng chục ngàn người tham gia. Không chỉ biểu tình mà công nhân đình công cũng là một vấn đề hết sức đau đầu đang đợi Tổng thống Emmanuel Macron giải quyết. Trong bối cảnh lạm phát tại Pháp đang ở mức cao nhất sau nhiều thập kỷ, các nghiệp đoàn đã bắt đầu cuộc đình công trên toàn quốc, yêu cầu mức lương cao hơn nhằm đối phó với tình trạng trên. Cuộc đình công này dự kiến chủ yếu ảnh hưởng đến các lĩnh vực công cộng như trường học và giao thông. Đây là một phần của phong trào biểu tình vốn kéo dài nhiều tuần qua tại Pháp. Vào tháng trước, khi phong trào đình công lên cao đã gây ra gián đoạn hoạt động tại các nhà máy lọc dầu quan trọng và khiến cho nguồn cung của các trạm xăng dầu bị rối loạn. Nhiều trạm xăng không còn hàng để bán cho người dân và chỉ 30% số trạm được cung ứng xăng dầu. Các cuộc đình công còn gây ảnh hưởng đến các hoạt động tại 10 nhà máy điện hạt nhân của Pháp, khiến sản lượng điện của quốc gia này giảm tổng cộng 2,2 GW. Đại diện công đoàn của công nhân viên chức thì kêu gọi người lao động tham gia cuộc đình công với khả năng gây gián đoạn hoạt động tại trường học và các cơ sở công cộng khác. Việc người dân một số nước EU và NATO đứng lên để phản đối hai tổ chức này thì không có gì là lạ rồi. Thời gian gần đây chúng ta đã được chứng kiến nhiều cuộc biểu tình với những khẩu hiệu tương tự. Thế nhưng, đưa thẳng tên Tổng thống Macron ra để tế sống thế này thì có lẽ là lần hiếm hoi. Ông Macron dạo gần đây không biết gặp sao hạn gì vào cuối năm không mà hết bị nước EU chỉ trích lại tới phía Ukraine mắng chửi chỉ vì những phát biểu có phần thiên vị Nga của ông. Giờ lại thêm vụ người dân biểu tình đòi luận tội nữa, thật là tứ phía bủa vây. Chuyện bắt đầu rùm beng khi mà Tổng thống Pháp có một màn trả lời phỏng vấn vào đầu tháng này được phát sóng trên kênh truyền hình quốc gia. Ông đã nói rằng một điểm thiết yếu mà chúng ta phải giải quyết như Tổng thống Putin luôn nói là lo ngại NATO sẽ đến ngay trước cửa Nga và việc triển khai vũ khí có thể đe dọa Nga. Đây sẽ là một trong những chủ đề hướng tới hòa bình. Vì vậy chúng ta cần phải chuẩn bị cách bảo vệ đồng minh và nước thành viên, cách đảm bảo an ninh cho Nga khi Moscow trở lại bàn đàm phán. Đề xuất muốn đảm bảo an ninh cho Nga để đổi lại một cuộc đàm phán của ông Macron sau đó đã vấp phải sự chỉ trích từ Ukraine. Mykhailo Podolyak, trợ lý của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nói thế giới cần được đảm bảo an ninh từ Nga, không phải chiều ngược lại. Ông Oleksiy Danilov, thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine thì cho rằng một nước Nga phi hạt nhân hóa và phi quân sự hóa sẽ là sự đảm bảo hòa bình tốt nhất không chỉ cho Ukraine mà còn cho cả thế giới. Sau nhiều vòng đàm phán khi xung đột mới nổ ra, Kiev và Moscow chưa có lần gặp lại nào trong mấy tháng qua. Kiev nói rằng đàm phán hòa bình chỉ có thể diễn ra nếu Nga dừng tấn công và rút quân khỏi tất cả các lãnh thổ của Ukraine mà Nga đã kiểm soát. Một số quốc gia Baltic giáp Nga cũng nhân thời cơ chỉ trích ông Macron rất nhiệt tình.
Cựu Thủ tướng Phần Lan Alexander Stubb nói, ông về cơ bản không đồng tình với ông Macron. Cựu Ngoại trưởng Litva Linas Linkevicius lại cho rằng Nga sẽ được đảm bảo an ninh miễn là họ không tấn công, sáp nhập hoặc chiếm đóng các quốc gia láng giềng. Tổng thống Zelensky thì chưa thấy nói gì với đề xuất của ông Macron. Hai ông Macron và Zelensky đã nhiều lần trao đổi trong suốt 9 tháng ngoại giao, nhưng cũng gạt bỏ gợi ý của ông Macron rằng Kiev nên sẵn sàng thỏa hiệp. Hồi tháng 5, ông Macron cũng bị chỉ trích tương tự vì nói rằng Nga không nên bị mất mặt để có thể tìm được một giải pháp ngoại giao khi chiến sự chấm dứt ở Ukraine. Không biết ông Macron có thuê thầy về để giải hạn mỗi khi mà nhận chức hay không, mà nhiệm kỳ của ông lúc nào cũng có biến lớn xảy ra. Nhiệm kỳ đầu tiên của ông Macron được đánh giá bằng phong trào áo vàng bắt đầu vào năm 2018. Sau đó thì là đại dịch Covid-19 quét qua thế giới vào đầu năm 2020 và cuối cùng là cuộc xung đột ngay tại lục địa châu Âu. Nước Pháp, dưới thời của Tổng thống trẻ nhất lịch sử, đã xuất hiện sự chia rẽ sâu sắc giữa một bên là thành phần trung lưu, có tiền và bên còn lại là tầng lớp lao động, dưới ảnh hưởng của các cuộc khủng hoảng. Ông Macron hiện đang phải đối mặt với nhiệm kỳ thứ hai còn thách thức hơn so với nhiệm kỳ đầu tiên. Nhiều vấn đề mà người dân đặt ra đang cần ông phải giải quyết, rồi vấn đề nội bộ EU, NATO, mọi thứ đang rối như tơ vò. Trên thực tế, chính trị Pháp đang bị chia rẽ thành ba khối. Khối thân EU của ông Macron, khối theo chủ nghĩa dân tộc của bà Le Pen và phe cánh tả của ông Jean-Luc Mélenchon, mỗi khối lại nhận được trên dưới 1/3 sự ủng hộ. Và một chính phủ phải nhận 2/3 sự phản đối trong quốc hội sẽ khó để có thể vận hành trơn tru được. Tình hình không chỉ rối ren ở Pháp, hồi đầu tuần trước biểu tình lớn cũng đã xảy ra tại nước láng giềng Bỉ với hơn 16.000 người tham gia tại Bruxelles. Hàng ngàn người đã xuống đường ở thủ đô của Bỉ hôm 16 tháng 12 để yêu cầu ngừng tăng giá năng lượng và tăng lương trong bối cảnh lạm phát cao ở Bỉ và EU. Giá ga và điện đã tăng chóng mặt ở châu Âu kể từ đại dịch Covid-19. Tình hình càng trở nên trầm trọng hơn do các lệnh trừng phạt của EU đối với Moscow liên quan đến cuộc xung đột Ukraine. Nguồn cung cấp năng lượng của Nga cho khối sau đó đã giảm hơn nữa trong bối cảnh EU nỗ lực loại bỏ hoàn toàn việc nhập khẩu năng lượng của Moscow. Nhiều tờ báo còn ví von người dân EU hiện tại phải lựa chọn giữa việc ăn no hoặc sưởi ấm, thật quá chua chát. Tại Rome, hồi đầu tháng này, người dân cũng xuống đường biểu tình để phản đối việc tiếp tục gửi vũ khí cho Ukraine. Những người biểu tình cánh tả đã xuống đường ở thủ đô, yêu cầu tăng lương và lên án chính phủ gia hạn nghị định cho phép nước này gửi vũ khí đến Ukraine cho đến năm 2024. Được tổ chức bởi Công đoàn Cơ sở Ý và được hỗ trợ bởi một số phe phái chính trị cánh tả, cuộc biểu tình đã chứng kiến hàng nghìn người tụ tập tại quảng trường Piazza della Repubblica và diễu hành với biểu ngữ có nội dung hạ súng tăng lương. Công đoàn Cơ sở Ý đã đưa ra lời bình luận rằng chính phủ của Thủ tướng Giorgia Meloni đang kéo chúng ta ngày càng xa hơn vào vòng xoáy xung đột với những kết quả không thể đoán trước. Người dân Ý nói chung cũng tỏ ra chia rẽ với 49% phản đối việc gửi vũ khí cho Kiev và 38% ủng hộ, theo cuộc thăm dò do Euroweek News thực hiện vào tháng trước. Ngoài ra, 49% người Ý tin rằng Ukraine cần nhượng bộ Nga trong cuộc xung đột đang diễn ra để đẩy nhanh tiến trình hòa bình, trong khi chỉ 36% muốn Kiev tiếp tục chiến đấu. Nói chung, tình hình hiện tại là tuyết càng rơi thì người dân càng rối, người dân rối thì chính phủ phải rén. Cuộc xung đột quân sự này không biết sẽ còn kéo dài tới đâu, nhưng mà cuộc chiến riêng giữa EU và Nga thì ngày càng khó quay đầu. Video đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem nhé. Nhớ like và nhấn nút đăng ký để nhận thông báo khi có video mới nhất từ bọn mình nhé.